Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tắt cái tiếng trong video bằng phần mềm ProShow Produce. Trước hết quý vị hãy mở cái phần mềm ProShow Produce. Đó, thì đây tôi đã mở lên rồi. Và việc tiếp theo tôi sẽ kéo một cái đoạn video nó có tiếng vào cái phần slide này. Đây, tôi sẽ kéo một cái đoạn video vào. Thả này. Rồi. Để tôi mở. Video on AnySwap cross-chain. Thì cái này nó sẽ có tiếng. Bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Quý vị hãy click đúp vào cái video muốn tắt tiếng này. Ở cái cột bên tay trái màn hình, quý vị tìm đến cái phần Nature và click vào cái video đó. Tiếp theo, quý vị chọn đến cái tab Nature Setting ở cái màn hình chính này. Và quý vị để ý phía bên dưới này, cái phần Volume đang là 100. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ kéo về 0 đi để tắt tiếng. Rồi, chọn OK này. Đó, bây giờ tôi sẽ thử mở xem là còn tiếng không. Đó, hoàn toàn là mất tiếng. OK chưa? Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.